thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 ở những nơi có dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Tân Sửu, yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng tại những khu vực có ca bệnh. Những khu vực lân cận cần áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng. Chính quyền thành phố cũng yêu cầu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống y tế dự phòng và điều trị của ngành y thành phố, phối hợp tốt với cơ quan y tế của Trung ương đóng trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu ngành y xét nghiệm lại lần 2 đối với 1.600 nhân viên bốc xếp của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, xét nghiệm lại toàn bộ cán bộ, công nhân viên bệnh viện 175. Những khu vực có ca nhiễm cộng đồng tại quận 1, 12, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức cần khoanh vùng, phong tỏa tạm thời. Các trường hợp F1 trên địa bàn phải được lấy mẫu đơn, các hộ gia đình sinh sống tại khu vực có dịch thì áp dụng phương án lấy mẫu gộp. Để chuẩn bị ứng phó cho các kịch bản thành phố có 50 ca nhiễm, ngành y tế cần đảm bảo năng lực xét nghiệm 30.000 đến 40.000 mẫu trong 24 giờ. Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ chiều ngày 8 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ông Phong yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021 cho tới khi có thông báo mới. Trước đó, ông Phong cũng đã yêu cầu toàn bộ người dân hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc Tết, liên hoan, họp mặt. Đề nghị khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang. Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang hoặc không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố đối với các hoạt động lễ hội. Sự kiện của thành phố đã được phê duyệt đề nghị giảm quy mô và đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với đường hoa và đường sách Tết Tân Sửu 2021, Hội Hoa Xuân Tao Đàn, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, chỉ thực hiện đón tiếp khách tham quan từ 08 giờ đến 17 giờ hàng ngày, không tổ chức lễ khai mạc đường hoa và đường sách Tết. Tính đến 11 giờ ngày 9 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh còn 18 điểm phong tỏa. Cụ thể, 13 địa điểm là nơi cư trú của các bệnh nhân đang được phong tỏa: 1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12, 3. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12, 4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, 5. Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân 6. Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân 7. Hẻm 480, đường Bình Côi, phường 28, quận Bình Thạnh 8. Hẻm 246, đường Sô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh 9. Chung cư Felix 44, Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp 10. Trường Mầm Non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp 11. Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình 12. Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 13. Hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức 5 địa điểm được phong tỏa tạm thời. 1. Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình 2. Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình 3. Quán Gà Ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình 4. Nhà bệnh nhân trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình 5. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Tính từ ngày 27 tháng 1 đến sáng ngày 9 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh có 31 bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài ra, thành phố phát hiện thêm 4 người nghi nhiễm tại quận 10, 1, thành phố Thủ Đức, 1, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, 2.